Linh chào buổi sáng cả nhà. Cả nhà ăn sáng chưa? Ghé đây ăn sáng với Linh nè. Đơn giản đạm bạc, cơm nguội với lại cá khô chiên, ly trà đá đường. Linh rất là dễ ăn, như buổi sáng mà còn cơm nguội với khô hoặc là thịt kho tiêu kho béo gì đó, buổi sáng còn cơm là Linh ăn hết trơn à. Ăn vậy mà nó no bụng, nó chắc bụng. Ăn khô này mình ăn bắp phải khỏi ăn muỗng nha. Rửa tay mình ăn bắp ngon hơn. Đây là cá khô sạch. Mình khó khăn mà cái gì cũng ăn, miễn no bụng là được.